Trái đào trong phong thủy có tác dụng bất ngờ từ sức khỏe tới tiền bạc. 1. Truyền thuyết đào tiên. Đào tiên được nhắc đến trong thần thoại Trung Quốc với ý nghĩa là một vật phẩm rất quý giá, chỉ mang đi biếu tặng. Theo quan niệm họ, bất cứ ai được ăn đào tiên sẽ trẻ mãi không già và thậm chí là bất tử. Theo truyền thuyết, những cây đào được trồng trong vườn cây trong dãy núi Côn Lôn thần thoại của Tây Vương Mẫu, vợ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nơi ở của bà được gọi là Bể Ngọc với vườn cây ăn quả có đến 3.600 cây đào tiên. Những trái đào chỉ chín mỗi 3.000, 6.000 hay 9.000 năm một lần. Khi trái đào chín rộ, Tây Vương Mẫu sẽ tổ chức yến tiệc thịnh soạn mời các vị thần tới để mừng dịp này. Vị thần nổi tiếng có thể kể tên như vị Bát Tiên sẽ được mời dự bữa tiệc này. Mặc dù đào tiên thường dành riêng cho các vị tiên, Vương Mẫu vẫn đặc biệt cho một số người nếm thử loại quả thiêng này. Đào tiên quý như thế nên thường bị đánh cắp, vụ trộm đào nổi tiếng nhất trong truyền thuyết đó là Tôn Ngộ Không. Được Ngọc Hoàng giao chăm sóc vườn cây ăn quả của Tây Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không vì không kiềm lòng được nên đã trộm và ăn đào tiên. Sau đó bị phát giác bởi một tiên nữ hầu hạ Vương Mẫu đi lấy đào cho bàn tiệc. Truyền thuyết xưa là vậy nhưng ngày nay, chúng ta vẫn rất quý trọng cây đào tiên bởi những lợi ích của nó. Chúng ta có thể dùng gỗ đào để chống lại những linh hồn quấy phá hoặc yêu ma. Ứng dụng gỗ đào từ xa xưa đã dùng làm cung tên, mũi tên. Dân gian thường dùng gỗ đào làm bản viết câu đối. Các đạo sĩ lão giáo cũng dùng gỗ đào để làm con dấu mang hình bùa hộ mạng. Trái đào cho đến hiện tại vẫn là bộ phận có giá trị biểu tượng lớn nhất của cây đào, được xưng là loại quả trên thông với thần, dưới trấn áp quỷ, là loại quả được thần linh ban tặng. Trái đào là loại quả mạnh mẽ trong phong thủy vì nó tượng trưng cho sự bất tử. Nhưng thực tế là không phải ai cũng có điều kiện trồng đào trong nhà nên chỉ bày một cành đào hoặc cây bằng ngọc bích, hay là treo tranh vườn đào tiên trong phòng khách sẽ giúp kích hoạt nguồn năng lượng trường thọ trong ngôi nhà gia chủ. Những cây đào được làm từ đá đục đẽo cho thân cây thật uốn theo hình cây phúc lộc được bày biện phổ biến. Đính trên cây là hoa, lá, quả đào sai chữ vô cùng đẹp mắt. Trái đào phong thủy. 2. Ý nghĩa phong thủy của trái đào. Trái đào trong phong thủy là biểu tượng của sự sung túc, mang đến các khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng công ty hoặc cửa hàng kinh doanh. Những trái đào này được làm từ những loại đá quý, mang rất nhiều dương khí nên sẽ giúp cho gia chủ đầu óc luôn tinh thông, sáng suốt, rất phù hợp với những công việc gắn với sự đầu tư tài chính. Vì thế, những ai làm về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nên cân nhắc việc mua vật phẩm phong thủy này về trang trí ở công ty, nhà ở. Ngoài ra, nếu muốn cải thiện sức khỏe, bạn có thể chọn cây có trái quả đào phong thủy làm từ đá thạch anh hồng là tốt nhất. Nếu không, khi trong nhà có người bị ốm, có thể dùng biểu tượng hoặc tranh hoa đào để thu hút sinh khí và cải thiện tình trạng bệnh tật. Điều này gồm cả việc kích hoạt cung thiên y của căn phòng bệnh nhân. Cây đào tượng trưng cho sự trường thọ và đặc biệt hiệu quả trong việc thu hút sinh khí vào phòng. Dáng cây đào phong thủy cũng là một yếu tố thể hiện sự may mắn. Cây đào thường có dáng trực nghĩa là dáng thẳng đứng, tán lá xòe hoặc dáng trực lắc, uốn lượn như rồng bay và được sơn màu gỗ từ gốc đến ngọn. Chậu đặt cây được đúc đặc để tạo ra sự vững chãi, chắc chắn. Vì như thế nếu phát tài phát lộc,